Xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món lẩu nấm chay. Thành phần gồm có nấm đùi gà non, nấm gơm, nấm đông cô, nấm kim chi, nấm bạch tuyết. Bên đây là có nấm bầu ngư. Thì để nó nước ngọt thì mình sử dụng củ su, củ sắn và củ cải đỏ nha các bạn. Nấm thì các bạn có thể sử dụng những loại nấm của mình thích, nhưng đặc biệt là phải có nấm gơm và nấm đông cô nha các bạn. Kế tiếp là một ít hành tím băm và tỏi băm. Tiếp theo là một ít hành lá, và mình sử dụng ở đây là chả cá chay. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm đậu hũ non, tàu hũ kỳ hoặc là tất cả các thực phẩm chay mà các bạn thích nha. Và rau ăn kèm ở đây mình sử dụng là rau xà lách son. Thì lẩu ở đây là lẩu ngọt nên là các bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm cái loại rau mình thích nha. Đầu tiên là mình sẽ đi nấu nước ngọt từ củ sắn, củ su và củ cà rốt. Thì mình cho tất cả các loại củ này vô nước hết. Mình nấu khoảng nửa tiếng nha các bạn. Thì trong thời gian nấu nước dùng thì bây giờ mình đi cắt chả cá ra nha. Chả cá chay mình mua về ha. Cái này thì rất là ngon nha các bạn, mình có ăn rồi ha. Bây giờ mình cắt ra thành từng miếng. Ở đây mình sử dụng nửa ổ thôi, cái ổ nó rất là to nha. Rất là thơm luôn nha các bạn. Mình sẽ cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn nha. Hành lá thì mình cắt nhỏ ra như vậy luôn. Đây, sau khi chả và hành lá mình cắt ra thì được như vậy ha. Tiếp theo thì mình giờ mình đi chiên chả. Chả thì mình chiên một nửa thôi, còn một nửa mình không chiên nha. Mình chiên cho vàng luôn nha. Chả mình vàng hết một bên rồi, mình đổi lại ha. Rồi bây giờ mình gấp ra. Rồi các bạn xem nè, nhìn hấp dẫn chưa? Rất là thơm luôn nha các bạn. Kế tiếp là mình cho hành tím băm và tỏi băm và mình cháy cho vàng ha. Sau đó mình sẽ cho tất cả các loại nấm vào, mình cháy sơ ra cho nó thơm nha các bạn. Mình chỉ cho một muỗng cà phê hạt nêm thôi nha. Rồi sau đó mình trộn đều lên. Như vậy là được rồi nha các bạn, không cần phải nấu lâu lắm nha. Rồi cái nồi nước dùng của mình được 45 phút rồi. Mình nấu khoảng 45 phút luôn các bạn, cho nó ra hết toàn bộ nước ngọt luôn ha. Bây giờ mình sẽ vớt cái ra, mình bỏ hết. Tại vì mình nấu rất là mềm rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào đây. Rồi mình sẽ cho chả vào luôn nha. Tiếp theo là mình sẽ cho cà rốt sắc bông vào luôn. Mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu cho sôi lên nha. Rồi sau khi sôi thì mình sẽ cho cái phần nấm xào hồi nãy vào hết luôn nha các bạn. Mình cho vào hết luôn nè. Rất là thơm luôn nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm ha. Mình cho thêm nửa cà phê muối và một muỗng đường. Đường thì các bạn không cho cũng được nha, tại vì trong núm mình nó ra nước rất là ngọt luôn. Và cái phần ngọt từ rau củ quả nữa, nên là các bạn khỏi thêm đường vẫn được nha. Sẽ đậy nắp lại cho mau sôi. Mình sẽ đun sôi một lần nữa ha. Thì cái nồi lẩu của mình đã sôi rồi. Bây giờ mình nêm nếm lại coi vừa khẩu vị của mình chưa nha. Rồi cái nồi lẩu của mình như vậy là được rồi các bạn. Vị ngọt thì rất là thanh luôn, không ngọt ngay nha. Thì bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu vô, hành lá và ớt sắc lát vào luôn. Thì các bạn thấy cái nồi lẩu của mình hấp dẫn chưa nè, rất là ngon luôn nha các bạn, rất là thơm luôn, thì nhìn rất là đẹp mắt nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ múc ra một nồi nhỏ để mình nấu ăn ha. Mình múc một nồi nhỏ thì được như vậy. Bây giờ mình sẽ nấu sôi lên. Rồi cái nồi lẩu của mình sôi lên như vậy là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nấm vào ha. Mình cho các loại nấm vào lại mình vô mình ăn liền ha. Nấm bạch tuyết nè, nấm kim chi và rau xà lá son vô luôn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi mình cho một ít hành lá vô, tiêu và ớt. Rồi như vậy mình đã hoàn thành xong nồi lẩu nấm. Thì đây là mình nấu lẩu ngọt nha các bạn.
các bạn, không phải lẩu chua cay nha. Lẩu chua cay thì mình nấu theo cách khác nữa. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi, nhìn đói bụng ghê vậy đó. Rồi cái nồi lẩu của mình thì ăn kèm theo bún và nước mắm. Nếu mà các bạn ăn chay thì các bạn sử dụng nước mắm chay, hoặc không thì các bạn sử dụng nước mắm mặn của mình bình thường nha các bạn. Bỏ ớt vô rất là ngon luôn ha. Rồi thì nếu mà các bạn thích theo cái công thức nấu lẩu nấm của mình á, thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn thành công. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào một video mới nhất nha.